Chào mừng các bạn đã đến với kênh 6879 TV. Chúc các bạn xem video vui vẻ nhé. Bình luận bóng đá những đối thủ tại vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2022. U23 châu Á 2022, các đối thủ cùng bảng với U23 Việt Nam là ai? Xin chào các bạn đã quay lại kênh YouTube 6879 TV. Hôm nay chúng ta cùng tổng hợp và phân tích sức mạnh và thành tích thi đấu của các đội tuyển U23 là đối thủ cùng bảng C với U23 Việt Nam trong vòng chung kết U23 châu Á 2022 lần này nhé. Vòng chung kết U23 châu Á 2022 sẽ khởi tranh từ ngày 1 tháng 6 năm 2022 tại Uzbekistan với sự tham dự của 16 đội bóng. Theo kế hoạch ban đầu, vòng chung kết U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra vào tháng 1 năm 2022. Tuy nhiên, vì ảnh hưởng của COVID-19 nên giải đấu hoãn lại đến tháng 6. Uzbekistan sẽ là quốc gia đăng cai giải đấu số 1 châu Á dành cho lứa tuổi U23. 16 đội bóng tham gia được chia làm 4 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Hai đội đứng đầu bảng sẽ giành quyền vào vòng loại trực tiếp. Hàn Quốc hiện đang là đương kim vô địch U23 châu Á. Đại diện các đội ở bảng C bao gồm U23 Việt Nam, U23 Hàn Quốc, U23 Thái Lan và U23 Malaysia. Theo lịch bốc thăm từ đầu, ngày 2 tháng 6 năm 2022 thầy trò huấn luyện viên Gong Ouq sẽ có trận ra quân gặp U23 Thái Lan. Ngày 5 tháng 6 U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Hàn Quốc lúc 20 giờ và đá trận cuối vòng bảng vào ngày 8 tháng 6 với U23 Malaysia. Vòng tứ kết sẽ diễn ra vào hai ngày 11 tháng 6 và 12.6. Hai trận bán kết diễn ra vào ngày 15 tháng 6. Trận chung kết diễn ra vào ngày 19.6. Huấn luyện viên U23 Việt Nam là ông Gong Ouq, người vừa thay thế ông Park Hang-seo sau giải SEA Games 31. Với U23 Hàn Quốc là huấn luyện viên Hoang Sun-hong, là người đồng hương của huấn luyện viên U23 Việt Nam. Ông Hoang Sun-hong là cựu tiền đạo danh tiếng của bóng đá Hàn Quốc, từng vào bán kết World Cup 2002. Ông được bổ nhiệm dẫn dắt đội U23 Hàn Quốc từ năm 2021 và đặt mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch tại giải U23 châu Á 2022. U23 Thái Lan có huấn luyện viên Wurut Srimaka và U23 Malaysia có huấn luyện viên Brett Maloney. Tất cả 4 vị huấn luyện viên đều có kinh nghiệm và thành tích dẫn dắt các đội tuyển trước đó thi đấu các giải lớn nhỏ trong khu vực. Bảng C thi đấu tử thần có hai đối thủ rất mạnh là U23 Hàn Quốc đương kim vô địch U23 châu Á 2020 và đại kình địch U23 Thái Lan. Vậy tương quan sức mạnh, thành tích của các đối thủ của U23 cùng bảng C với U23 Việt Nam tại giải đấu lần này như thế nào, chúng ta hãy cùng nhau xem thành tích thi đấu của họ trong 3 lần tổ chức U23 châu Á gần đây nhất và phân tích điểm mạnh, điểm yếu của họ thử nhé. Vòng chung kết U23 châu Á năm 2016 tổ chức tại Qatar từ ngày 12 tháng 1 đến ngày 30 tháng 1 gồm 16 đội bóng tranh tài. Ở vòng bảng U23 Hàn Quốc ở bảng C cùng với U23 Iraq, U23 Uzbekistan, U23 Yemen, họ thi đấu 3 trận thắng 2 hòa 1 được 7 điểm. U23 Thái Lan ở bảng B cùng với U23 Nhật Bản, U23 Triều Tiên, U23 Thái Lan và U23 Ả Rập Xê Út, họ thi đấu 3 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận được 1 điểm. U23 Việt Nam ở bảng D cùng với U23 UAE, U23 Jordan, U23 Úc, họ thi đấu 3 trận và thua cả 3 trận. Cùng với U23 Thái Lan, U23 Việt Nam có thành tích kém nên rời khỏi giải đấu sớm. U23 Malaysia không tham dự giải đấu này. Kết quả chung cuộc, U23 Nhật Bản đoạt chức vô địch, còn U23 Hàn Quốc là á quân của giải. Hạng 3 là U23 Iraq và hạng 4 là U23 Qatar. Như vậy, tại giải đấu lần này chỉ duy nhất U23 Hàn Quốc đi sâu vào vòng chung kết và đạt chức á quân, còn U23 Thái Lan, U23 Việt Nam phải rời giải đấu sớm. U23 Malaysia không tham dự. Vòng chung kết U23 châu Á năm 2018 được tổ chức tại Trung Quốc từ ngày 9 tháng 1 đến ngày 27 tháng 1 gồm 16 đội bóng tranh tài. U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo đã tạo nên cơn địa chấn lịch sử của kỳ vòng chung kết U23 châu Á. Chỉ trước đó 2 năm vào năm 2016, U23 Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng vì thành tích kém cỏi, thì trong mùa giải lần này họ đã vươn lên ngôi á quân. Ở vòng bảng U23 Việt Nam ở bảng D cùng với U23 Hàn Quốc, U23 Úc và U23 Syria, họ thi đấu 3 trận, thắng 1, hòa 1 và thua 1 được 4 điểm. U23 Hàn Quốc thi đấu 3 trận thắng 2 và hòa 1 được 7 điểm, đứng đầu bảng.
Còn U23 Thái Lan ở bảng B cùng với U23 Nhật Bản, U23 Palestine, U23 Triều Tiên, họ thi đấu 3 trận và thua cả 3 trận nên rời giải sớm. U23 Malaysia ở bảng C cùng với U23 Iraq, U23 Jordan, U23 Ả Rập Xê Út, họ thi đấu 3 trận thắng 1, hòa 1 và thua 1 được 4 điểm như Việt Nam, nhưng khi vào sâu trong giải U23 Malaysia bị đuối sức và bị loại sớm. Như vậy, tại giải đấu kỳ này chỉ có U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc tiếp đi tới vòng bán kết. Chung kết và kết quả chung cuộc, U23 Uzbekistan đoạt chức vô địch còn U23 Việt Nam là á quân của giải. Hạng 3 là U23 Qatar và hạng 4 là U23 Hàn Quốc. Vòng chung kết U23 châu Á năm 2020 được tổ chức tại Thái Lan từ ngày 8 tháng 1 đến 26 tháng 1 với sự tham gia của 16 đội bóng. Ở vòng bảng U23 Thái Lan ở bảng A cùng với U23 Úc, U23 Iraq, U23 Bahrain, họ thi đấu 3 trận thắng 1, hòa 1 và thua 1 được 4 điểm. U23 Hàn Quốc ở bảng C cùng với U23 Uzbekistan, U23 Iran, U23 Trung Quốc, họ thi đấu 3 trận và thắng cả 3 trận được điểm. U23 Việt Nam ở bảng D cùng với U23 UAE, U23 Jordan, U23 Triều Tiên, họ thi đấu 3 trận hòa 2 trận và thua 1 trận được 2 điểm và phải rời giải sớm. U23 Malaysia không tham gia giải đấu, như vậy ở giải đấu lần này cũng duy nhất có U23 Hàn Quốc đi sâu vào giải đấu tới vòng chung kết. Kết quả chung cuộc, U23 Hàn Quốc đoạt chức vô địch còn U23 Ả Rập Xê Út là á quân của giải. Hạng 3 là U23 Úc và hạng 4 là U23 Uzbekistan. Như vậy, sau 3 kỳ tổ chức vòng chung kết U23 châu Á gần đây thì có thể nói rằng U23 Hàn Quốc là đội bóng có thành tích tốt nhất với cả 3 lần tham dự. U23 Hàn Quốc là á quân năm 2016, hạng 4 năm 2018 và là nhà vô địch năm 2020. U23 Việt Nam cả 3 lần tham dự giải đấu là á quân năm 2018, còn các năm 2016 và 2020 không có thành tích gì. U23 Thái Lan cả 3 lần tham dự giải đấu nhưng họ cũng không có thành tích gì đáng kể. Riêng U23 Malaysia có 2 lần không tham gia giải đấu vào các năm 2016 và 2020. Năm 2018 họ có tham gia nhưng vì thành tích kém nên cũng rời giải đấu sớm. Hiện tại U23 Hàn Quốc được giới chuyên môn đánh giá cao nhất và đội U23 Malaysia được xem là yếu nhất bảng. U23 Việt Nam cũng phải thi đấu hết mình để giành suất đi tiếp vào tứ kết với U23 Hàn Quốc. Ở vòng chung kết U23 châu Á 2022 lần này nói chung và bảng đấu có tuyển U23 Việt Nam, các đội chuẩn bị như thế nào? Các huấn luyện viên đều đem tới giải đấu những cầu thủ có chất lượng tốt nhất và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất. U23 Việt Nam và đặc biệt huấn luyện viên Gong Ou Kyu đã và đang chiếm được cảm tình lớn từ người hâm mộ chỉ sau trận đầu tiên tại vòng chung kết U23 châu Á. Những gì đã thể hiện U23 Việt Nam dưới thời chiến lược ra người Hàn Quốc thực sự mới để mang đến những hy vọng lớn sau quãng thời gian dài khá cũ kỹ dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. U23 Việt Nam thời huấn luyện viên mới được người hâm mộ kỳ vọng ngay sau trận đầu tiên. Đánh rơi chiến thắng trước U23 Thái Lan một cách tiếc nuối sau màn trình diễn xuất sắc nên trận đấu gặp U23 Hàn Quốc thầy trò huấn luyện viên Gong Ou Kyu tiếp tục nhận sự quan tâm lẫn hy vọng, dù đối thủ rất mạnh. Vào lúc 20 giờ ngày 5 tháng 6 U23 Việt Nam sẽ ra quân gặp đối thủ cực mạnh ở cùng bảng và là đương kim vô địch của giải đó là U23 Hàn Quốc. Mang nhiều hy vọng từ người hâm mộ, nhưng chắc chắn huấn luyện viên Gong Ou Kyu và các học trò đều hiểu rằng U23 Hàn Quốc là một đối thủ khác hoàn toàn so với U23 Thái Lan. Vì vậy cần toan tính nhiều hơn, chỉ khi nào U23 Việt Nam vượt qua được sức ép lớn từ nhà đương kim vô địch châu Á, cơ hội mới mở ra cho thầy trò huấn luyện viên Gong Ou Kyu bằng những đường bóng phản công. Chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ toan tính gì cho U23 Việt Nam trong trận đấu với U23 Hàn Quốc thì chưa biết, nhưng điều cần nhất vẫn là ở việc huấn luyện viên Gong Ou Kyu sẽ phải cho đội nhà đá khác đi để đảm bảo khung thành được an toàn nhất có thể. Nòng cốt của U23 Hàn Quốc sang Uzbekistan thi đấu chính là lứa cầu thủ đã giành ngôi Á quân U20 World Cup hồi năm 2019 như tiền vệ Lee Kang-in, tiền đạo Oh Se-hun, thủ môn Park Ji-min hay hậu vệ Kim Ju-sung. Trong đội hình U23 Hàn Quốc cũng có 4 cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài gồm tiền vệ Lee Kang-in, Mallorca, Tây Ban Nha, tiền vệ Cheong Sang-bin, Grasshopper, Thụy Sĩ, tiền vệ Hong-win, Seok, LASK, Áo, và tiền đạo Oh Se-hun, Shimizu S-pau, Nhật Bản. Lee Kang-in chính là ngôi sao nổi bật nhất của U23 Hàn Quốc khi đang chinh chiến tại La Liga và từng nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tại U20 World Cup 2019.
Ở trận thắng U23 Malaysia 4-1 hôm 2 tháng 6, Lee Kang-in không trực tiếp ghi bàn nhưng chính là nhạc trưởng dẫn dắt lối chơi của U23 Hàn Quốc. Đáng chú ý, Lee Kang-in và rất nhiều cầu thủ U23 Hàn Quốc vốn là học trò cũ của huấn luyện viên Gong Okyu. Vị thuyền trưởng của U23 Việt Nam từng cùng U20 Hàn Quốc về nhì tại U20 World Cup 2019 trong vai trò trợ lý. Dù hiểu rõ sức mạnh của U23 Hàn Quốc, huấn luyện viên Gong Okyu vẫn quyết tâm cùng U23 Việt Nam tạo nên bất ngờ. U23 Hàn Quốc là đối thủ mạnh, tôi là người Hàn Quốc nhưng đang làm việc cho U23 Việt Nam. Nhiệm vụ của tôi là nỗ lực hết mình để cùng các học trò hướng tới chiến thắng. Nói một cách ngắn gọn, U23 Việt Nam trước khi tính đến chuyện đánh bại đối thủ phải đảm bảo giữ sạch mảnh lưới hoặc thua ít nhất có thể hòng tập trung cho trận cuối cùng với U23 Malaysia. Dồn sức cho trận cuối để tranh vé vào tứ kết là nhiệm vụ dành cho ông Gong Okyu và rất có thể ngoài bộ khung chính đã có. Thuyền trưởng người Hàn Quốc cũng cần giữ chân cho các trụ cột thay vì dốc toàn lực ở cuộc đối đầu vào tối 5 tháng 6 này. U23 Việt Nam hay huấn luyện viên Gong Okyu đã tạo được niềm tin cho người hâm mộ để giờ là lúc toan tính với tấm vé đi tiếp. Còn nếu tiếp tục đá hồn nhiên như trận ra quân sẽ rất khó cho cuộc đối đầu với U23 Malaysia sau đó. Tính toán thì dễ, nhưng thực hiện được hay không mới là vấn đề khi thực tế con người mà huấn luyện viên Gong Okyu đang sở hữu cũng chỉ có thể. Chưa nói chấn thương hay một vài cầu thủ vẫn bất ổn sau sự cố trước trận ra quân. Vậy thì hãy chờ xem nhé. Hãy chúc cho đoàn quân U23 Việt Nam mang chiến thắng trở về. Nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông, like, chia sẻ bình luận để nhận được những video mới nhất, hay nhất trên kênh 6879TV nhé. Xin cảm ơn.